xin dâng lên cha xứ và tấm lòng thành của hai ông trong công việc, xin mời hai ông tiến lên để dâng đó hoa lòng lên. Kính thưa quý vị, xin mời Phật tử và các thầy các thầy xin phép đức cha, quý cha cùng quý nam nữ tu sĩ và quý khách cùng quý cộng đoàn dành cho giáo hội chúng con ít phút để tóm tắt quá trình xây dựng ngôi thánh đường. Xin mời ông chủ phó hòa giáo Xuân Thọ lên tóm tắt báo cáo với đức cha cùng quý cha, quý khách quá trình xây dựng. Xin kính mời. Trọng kính đức cha Phêrô giáo phận giáo mục Thái Bình. Trọng kính quý cha, cha xứ kính mến. Kính thưa quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý chức, quý ân nhân, quý các cấp chính quyền, quý cộng đoàn cùng quý vị tôn giáo anh em, hạt giống đức tin Kitô được gieo vào mảnh đất Xuân Thọ, nơi đầu đồng chua nước mặn, một nắng hai sương. Nhờ hồng ân Chúa, các bậc tổ tiên, chúng con đã vinh dự được đón nhận và hình thành lên hòa giáo Xuân Thọ chúng con. Số giáo dân ban đầu là 15 người, ngôi nhà cầu nguyện đầu tiên được xây dựng vào năm 1943 và nhận Thánh Phanxicô làm bổn mạng. Trải qua thời gian dài, chịu nhiều khắc nghiệt của thời tiết, mưa nắng phũ phàng, bão tố lụt lớn, ngôi nhà cầu nguyện đã hư hỏng xuống cấp và đã sửa chữa nhiều lần. Năm 1987, cha Giuse Trần Xuân Chiêu, chánh xứ Cơ Mộc, phụ trách giáo hòa Xuân Thọ chúng con, đã động viên và tạo điều kiện giúp đỡ giáo hòa đại tu lại toàn bộ thân nhà thờ. Năm 2007, do điều kiện ngôi nhà thờ đang có nguy cơ xuống cấp và hư hỏng, cha xứ Cơ Mộc Linh Đa Minh Đặng Văn Gia đã có hướng xây dựng và sửa chữa thánh đường, và cha đã động viên giáo hòa đóng góp gạch, cha đã cho than để đốt, cha cho vôi để xây, cha mua giúp chúng con vật liệu gỗ nhà thờ tịch thủy về để nâng cấp, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên công việc sửa chữa chưa được tiến khởi. Năm 2008, bể chiến giáo phận cử cha Phêrô Linh Văn Hùng về quay giáo phận giáo xứ Cao Phẩm giáo xứ Ninh Cù. Năm 2009, giáo xứ Phương Mai được đức cha Phêrô nâng lên là thành hàng giáo xứ, họ giáo Xuân Thọ trở thành họ giáo thụ được vào xứ Phương Mai. Đầu năm 2011, cha xứ Phêrô quan tâm và giúp đỡ khởi sự nghiệp xây dựng lại ngôi thánh đường được sự giám sát của giáo mục giáo phận cho phép. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, cha xứ Đinh Văn Hùng cùng với cộng đoàn giáo xứ giáo hội khởi theo lời mời cha xứ Phêrô quan tâm và giúp đỡ khởi sự nghiệp xây dựng lại ngôi thánh đường được đức cha giám mục giáo phận cho phép. Ngày 18 tháng 3 năm 2011, cha xứ Phêrô Linh Văn Hùng cùng với cộng đoàn giáo xứ đã vui lùng mừng phấn khởi xây dựng nhà thờ giáo hòa Xuân Thọ chúng con. Ngày vui mừng khởi công xây dựng nhà thờ giáo hòa Xuân Thọ chúng con. Ngày 4 tháng 6 năm 2011, đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ cùng với quý cha về dâng lễ tạ ơn và đặt viên đá góc tường. Được sự giúp đỡ nhiệt tình và quảng đại của cha xứ, quý đức bậc, ông bà cố Phaolô Phạm Quang Hùng và được sự giúp đỡ của ông bà ân nhân Đỗ Khắc Việt, bà Maria Phạm Thị Phương, quý cố Văn Nguyễn Văn Tính, giáo hòa chúng con cũng được vinh dự ông bà Francisco Đỗ Hữu Lê đã và đang quan tâm chúng con hàng ngày cùng quý vị thiện tâm ở hai miền Nam Bắc và hải ngoại, quý cộng đoàn giáo xứ, liên xứ cùng quý các cấp chính quyền cùng quý vị tôn giáo anh em. Sau hơn 3 năm xây dựng, đến nay ngôi thánh đường đã hoàn thành tốt đẹp, tổng chi phí cho công trình là 2 tỷ 030 triệu đồng. Trong đó gạch 93.000 viên, sắp xếp các loại 112 tấn, cát vàng 402 khối, cát đen 200 khối, cát
đá 250 khối, tre các loại là 2.960 cây. Thời gian xây dựng, gia sư và giáo họa chúng con đã đón nhận được sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ của quý vị ân nhân, quý đấng Phật cùng quý vị thiện tâm. Tổng số kinh phí là 1.850 triệu đồng, số còn lại là 180 triệu đồng đã âm. Vâng, thật là vất vả, niềm vui, nỗi lo chia sẻ, nỗi lo vơi. Cho đến hôm nay, họ đã giúp con đều nhờ bởi ơn Chúa ban cho. Con xin ngôi thánh đường, giáo họ Xuân Thọ và dâng lên Thiên Chúa lời thành âm đơn sơ này. Sau cùng đại diện cho giáo họ, con xin kính chúc Đức Cha, Cha Xứ, Quý Cha, Quý Đức Bậc và hết thảy mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, thân thiện. Lần nữa con xin cảm ơn. Phần tóm tắt công trình của Hò giáo Xuân Thọ chúng con. Vâng, chào kính Đức Cha, kính thưa Quý Cha, bao năm khao khát đợi chờ và tháng năm mong đợi bây giờ và đây, hồng ân Thiên Chúa tràn đầy, cha ban mẹ tặng sum vầy đệ huynh và xứng với câu đã bao năm nỗi mong chờ khao khát hồng ân Chúa, ngày hôm nay niềm hạnh phúc chan hòa ấm tình cha. Giờ đi chúng con xin kính mời Đức Cha, Cha Xứ, một vị đại diện cho ban chùm của Hò giáo đến cắt băng thánh thành ngôi thánh đường thân yêu của chúng con. Chúng con xin kính mời. Khi tấm băng đỏ được căng ra, Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình, Cha Xứ Đinh Văn Hùng đã chính thức cắt băng khánh thành tân thánh đường của Giáo họ Xuân Thọ trong niềm vui hân hoan của mọi thành phần thân Chúa, đã nói lên sự thành công viên mãn trong tình huynh đệ liên đới và yêu thương. Tấm lòng của các quý vị ân nhân được ví như những trái bóng bay muôn màu muôn sắc đang tung bay giữa bầu trời thanh bình. Thương con từ
chúng ta hãy chúc mừng nhau bằng tràng pháo tay và cầu nguyện cho nhau. Trọng kính cha tiến sứ, kính thưa cộng đoàn, anh chị em giáo viên, bà con giáo dân trong giáo họ Xuân Thọ thân mến, hôm nay toàn thể quan khách và mọi người chúng tôi tới đây để chia vui chúc mừng với cha xứ, bà con giáo dân giáo họ Xuân Thọ. Sau 3 năm đầy hy sinh, trên trời nhìn thấu rõ mọi hy sinh công quả của bà con anh chị em, nhưng Ngài đã đề cao người đàn người dâng cúng nhiều tiền bạc, tiền triệu, tiền tỷ, nhưng dâng khi sự sống còn, sự sống của chính bản thân. Nhận lấy của lễ của bà con giáo họ Xuân Thọ Hãy subscribe.
chiếc thư Thánh Phaolô tông đồ gửi đến Roma. Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người thì đã giữ trọn lề luật. Đó là chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham. Và nếu có điều luật nào khác thì chúng tóm lại trong lời này là: ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lệ luật. Đó là lời Chúa. Góp công góp sức hơn 3 năm để xây một cái nhà thờ